Hello, chào cả nhà nha. Vâng, lại Miền đây ạ. À. Chào mừng anh chị em bà con lại quay trở lại với thế giới chiếc cụ tài xe máy Thanh Đoàn nhá. Và như đã hứa với anh chị em bà con, em Miền sẽ tiếp tục làm những clip để báo giá tất cả những mẫu xe tại cửa hàng, và tiếp tục clip này em Miền sẽ báo giá tất cả những dòng Jupiter nhá. Và Miền xin nhắc lại về cái cửa hàng đến một số anh chị em bà con mới vào được biết nhá. À, thì như mọi người cũng biết, xe máy Thanh Đoàn thì chuyên mua bản trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng, từ dòng xe rẻ tiền đến dòng xe cao cấp, và tất cả anh chị em bà con mua xe thì có hỗ trợ sang tên, hỗ trợ trả góp. Nhưng mà vì dịch bệnh có căng thẳng nên bây giờ tại thời điểm này thì em Miền đang phải tạm đóng cửa tầm khoảng 20 ngày rồi. Và em Miền kính chúc tất cả các khách hàng sẽ cùng được bình an qua mùa dịch, và em Miền hy vọng là sẽ sớm mở cửa trở lại để hoạt động cho anh chị em bà con nào cần mua xe thì ghé ủng hộ nhá. Và trong những thời điểm nhạy cảm như thế này thì em Miền chỉ bán hàng qua mạng, tức là bán hàng ship xe. Anh chị em bà con kết bạn Zalo, em Miền sẽ gửi hình chi tiết, ai cần đối xe thì gửi hình đối xe qua luôn. Và nếu như thỏa thuận xong xuôi thì em Miền sẽ hỗ trợ ship miễn phí trong phạm vi 70 cây số đổ về. Và anh chị em bà con khu vực ở miền Bắc, miền Trung và miền Tây thì em Miền sẽ gửi nhà xe về. Ở miền Tây thì em Miền miễn phí 100% phí ship. Còn nếu anh chị em bà con ở khu vực miền Bắc, miền Trung thì em Miền sẽ giảm giá 50% nhé. Và ngày hôm nay thì trong clip này em Miền sẽ báo giá tất cả những dòng Jupiter tại cửa hàng. Thì như mọi người cũng biết, Jupiter FI là một trong những dòng xe chạy khá bền, khá ngon, và cũng là khá được rất nhiều anh chị em bà con ưa chuộng. Và cái giá mà tại cửa hàng trong thời điểm này ấy, loại rẻ nhất mà FI luôn ấy, là tầm khoảng 12.800.000. Và đây là chiếc xe màu vàng em Miền nói tới cho anh chị em bà con, một chiếc xe Jupiter màu vàng đen và zin 100%, đầu nồi 100% zin đét nhá. Và con này thì máy móc và bàn cái rất êm luôn. Và vì là thứ nhất là mọi người để chia sẻ cho mọi người biết tại sao cùng một mẫu xe mà giá cả chênh nhau là tùy vào cái đời xe. Con này thì đời 2014-15 và nó không đẹp bằng những cái dòng xe khác. Thế Miền sẽ bán chiếc xe này để quý anh chị em bà con là 12.8 nhá, biển 21. Và tất cả anh chị em bà con mua xe tại cửa hàng bên em Miền thì có hỗ trợ sang tên, hỗ trợ đối chú luôn. Ai muốn đối xe thì cũng đối được luôn nhá. 12.800.000 đồng. Và mọi người đang lắc đầu vì thấy nó quá xuống hoặc là quá rẻ thì mọi người muốn mua cao cấp hơn một tí thì em Miền lại có dòng 15.500.000 vào đây. Là chiếc xe màu trắng xanh nhá. Và con này thì cũng đăng ký 2016 rồi, biển 94K131590. Đó, xe thì nói chung về máy móc thì hai con như nhau và đều êm như nhau, nhưng mà về cái độ đẹp thì cái màu xanh thì nó nhích hơn tí nhá, nhìn nó đẹp và cái đời thì nó cao hơn xíu đó. Đó, nếu mà người muốn quan tâm rõ hơn nữa thì có thể kết bạn Zalo với em Hiền để em Hiền quay kỹ hơn nữa nhá. Nhiều khi quay ở đây cũng chưa thế nào thể hiện hết được cái độ đẹp độ xấu của xe. Và đây em Hiền còn có cũng một chiếc màu xanh luôn, và hai chiếc đồng giá là 15 năm. Đó, cũng đều đẹp và cũng đều zin nguyên con nhá, bánh mâm đĩa luôn mọi người nhé. Ai cần đối xe thì có thể đối xe, hoặc mùa dịch này mà mọi người không mua góp được mà thiếu một vài 3 triệu thì cửa hàng sẵn sàng cho thiếu nhé. Con này biển số 83E128203, để cho quý anh chị em và các bạn với mức giá là 15 năm nhé. Và đây là chiếc Jupiter màu đỏ đen, rất nhiều inox ở đây. Con này biển 62 nhé, 62P1 đó. Con này thì em Miền là để quý anh chị em, cô dì chú bác và các bạn cũng giá 15 năm luôn, xe khá là đẹp và mới luôn nhá. Đặc biệt có rất nhiều inox. Về máy móc thì em Miền cũng không quay, tại vì tất cả xe em Miền đang quay đấy thì trong quá trình quay mà rin em Miền nói rin luôn rồi. Đó, còn quan trọng là cái lòng tin tưởng thứ nhất, thứ hai là cái uy tín thôi. Chứ bây giờ mình mà có quay vô mà xe ví dụ làm máy mà nói rin nó cũng vậy à. Con này là Jupiter 2019 luôn. Con này thì giá hơi cao mọi người nhá. Đó, ốc tán rất mới và đẹp luôn. Con này thì em Miền đang chào bán để quý anh các bạn với giá là 20.500.000. Thì mọi người cũng đang thắc mắc tại sao cùng Jupiter mà có con 12, 13 mà có con 20 mấy triệu. Thì con này là thứ nhất là đời nó rất cao luôn, đời 2019-2020. Con này biển số 72F160811 luôn. Còn nếu mọi người bữa mua mấy chiếc kia thì nó đời tầm khoảng 20, 15, 16 đấy nhá. Đó, và đây thì có màu đen cũng 2016-17, biển 37M này, 14874, phuộc hơi, phuộc inox, phuộc... có rất nhiều cái phuộc hơi là phiên bản sau cùng rồi đó. Con này thì màu đen kết hợp với màu nâu, mà nâu xám lông chuột đó. Con này cũng 15 năm luôn nhá. Đó, như vậy là dòng Jupiter thì em Miền tầm khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc. Với lại là cái nghề xe cũ này thì có thể đi và về liên tục, nên là hôm nay chưa có ngày mai có cũng nên nhá. Nên là mọi người yên tâm, nếu mọi người cảm thấy chưa hài lòng với những chiếc xe đây thì có thể chờ đợi vào những clip tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo, và đón chờ những cái clip và báo giá những cái dòng xe khác nè mọi người nhé.